Có khách sạn 5 sao. Bên trong của nhà hàng khách sạn 5 sao. Đây là bài buffet. Heo nướng. Sườn cơm trắng. Gia hàng tầm lăng. Mày xíu và má xíu. Sức già chỉ thứ kiểu cà ri đậu lăng là kiểu gì chứ, kiểu ấy không, cà ri đậu lăng, đậu lăng là đậu gà đó. Quả gà, quả chuối, quả thịt gà rồi má.
gỏi gà, cái này gỏi gà.